À, cho anh chị quay trở lại kênh báo sản Bích Riêu. Thì ở miền Tây sông nước á, thì những cái thửa đất như thế này thì các nhà đầu tư của mình ở Sài Gòn rất là tìm kiếm. Nó nằm ngay những cái sông lớn như thế này. Thì như thửa đất mà Tuấn đang giới thiệu anh chị thì nó có một cái nó giống như là cái chỗ đậu cano, cano cá nhân thôi, nhưng mà mình thiết kế được những nơi như thế này. Mình ở đây mình xây nhà vườn biệt thự, mình đi xuống cano, mình dạo ra sông lớn, hoặc anh thì có thể chạy xuôi về Sài Gòn rất là tiện. Thì nhân tiện đây Tuấn giới thiệu cho anh chị một cái thửa đất này, nó rất là phù hợp để làm nhà vườn. Nó cách thành phố Hồ Chí Minh mình khoảng 20 km thôi, nó nằm ở Cần Giuộc, Long An. À, cái vị trí Tuấn vừa ngồi đó là ngay chỗ cái khúc mình có thể thiết kế cái bến cano như thế này, nhỏ nhỏ thế này anh chị nè. À, và đây là một cái sông lớn. Thì cái quỹ đất của mình thì Tuấn cũng giới thiệu anh chị nó cặp sát cái sông này. À, và nó ra ở đây là nó khoảng gần 100 m. À, xin lỗi, khoảng 50 m. À, tới cái chỗ chiếc ô tô đó. Anh chị thấy đây là cái đường nội bộ đi vào thôi. À, xe ô tô thì mình có thể đi thoải mái. Từ đây ra chỗ đường Trần Quang Nghĩa thì nó khoảng 100 m. À, anh chị thấy đường đất, đường đá. Tuy nhiên là Dư Tuấn cũng có thể chạy ô tô đến sát đây. À, anh chị đây là cái ngay cái vị trí thửa đất của mình. À, thì cũng báo với chị là cái thửa đất này á là khoảng 2.500 m. À, thì trong đó thì bên Tuấn đã lên thổ cư là 1.500 m rồi, còn khoảng 1.000 m là đất lúa. Ừ, thì nếu mà làm nhà vườn thì mình cũng chỉ cần nhu cầu như vậy thôi, còn nếu anh chị mà muốn thì mình có thể lên thổ cư hết. À, tuy nhiên là 1.500 thổ cư thì mình có thể xây nhà thoải mái. Ở đây là giáp mặt sông hết anh chị ha. À, mấy bữa nay trời mưa thì cỏ cây lên nhiều. À, bên Tuấn chưa cho cắt lại, để vài bữa sẽ cho cắt lại cái khu vực này. Ừ, thì anh chị thấy đây nè, ở đây là có những cái nhà đã xây sẵn rồi. À, họ xây cái giống như là biệt thự. À, tuy nhiên là những quỹ đất ở đây thì nhỏ, không có bằng miếng đất của mình. Đất mình là 2.500 m. Ừ, khu vực này thì khí hậu nó khá là mát mẻ, và gần ở đây thì anh chị thấy có những nhà người ta nuôi yến. Thì gần như khu vực mình từ Ninh Thuận trở vào tới Hà Tiên thì chỗ nào cũng nuôi yến được, tại khí hậu mình nó phù hợp. Anh chị hình dung mình về đây mình làm một cái nhà biệt thự, đào hồ nuôi cá, có cái cano nhỏ nhỏ đi lại trên sông, và làm cái nhà nuôi yến. Ví dụ đây là cách mấy mấy mét thôi thì anh chị thấy có một cái nhà nuôi yến, và rất nhiều nhà nuôi yến như thế này đó. Anh chị thấy là vòng vòng đây thì người ta làm cái mô hình như vậy. Những cái miếng đất như thế này á nó rất là chiến lược, và chỉ cần anh chị thì thấy là vài năm nữa thôi thì là cái khu này á là những cái biệt thự mọc lên san sát hết. Nhưng chị thấy là cái quỹ đất của cái một cái vị khách hàng thì đây đó, anh chị thấy không, cũng cũng trèo lên đây anh cho anh chị thấy họ đã làm đà bờ đê rồi ra ngoài đó. Anh chị thấy là cắm cọc cắm móc. Cái thửa đất của mình á thì Tuấn chưa có cắm những cọc móc như thế này, nhưng mà mình có thể là cắm để mình giữ đất đó. Anh chị thấy ha, đây là sông Cần Giuộc rất là lớn. À, vị trí mình á thì nó nằm gần cái tỉnh lộ 830. Anh chị thấy phía kia là một cái cầu đi từ Cần Giuộc mình đi xuống cái cảng quốc tế Tăng, cảng quốc tế Long Long An. Ừ, vị trí rất là chiến lược luôn. À, khu này có những cái căn nhà hiện hữu rồi đó. À, kính thưa quý vị, thì trên màn hình quý vị dễ dàng nhận ra đây là cầu Thủ Bộ nằm trên tỉnh lộ 830. À, đây là cái tuyến đường mà từ thị trấn Cần Giuộc đi về cảng quốc tế Long An. Thì thửa đất của chúng ta nó cách cầu Thủ Bộ khoảng chừng 1 km và nằm trên cái mặt tiền sông Cần Giuộc. Thì như anh chị thấy thì đây là khúc sông Cần Giuộc, và nó có độ dài của lòng sông lên tới 230 m. À, và nếu như đi xuôi dòng về thì anh chị sẽ ra Biển Đông, và nếu đi ngược dòng thì chúng ta có thể đi theo cái nhánh sông này và kết nối đến sông Sài Gòn. Thì nếu như mà chúng ta có một căn nhà ở đây, một chiếc du thuyền bé bé xinh xinh, thì anh chị có thể cuối tuần có thể đi đường thủy lên tới tận Sài Gòn, không phải đi đường bộ. À, miếng quỹ đất này thì theo Tuấn là nó có 102, bởi lẽ là nó rất là vuông vức. À, tổng diện tích ở đây thì khoảng 2.500 m, thì rất là phù hợp để anh chị có thể làm một cái nhà vườn sinh thái. À, thậm chí ở đây thì anh chị thấy xung quanh thì có rất là nhiều nhà yến.
Giá như mà anh chị có một cái căn biệt thự ở đây, phía sau có một nhà yến, thì như vậy nó cũng rất là tốt. Thì Tuấn cũng xin nói trước đây là cái thửa đất của mình thì nó gồm 1.500 mét thổ cư, phần còn lại là khoảng 1.000 mét thì đang là đất trồng cây. Tuy nhiên là mình cũng có thể lên thổ cư được. Tuy nhiên thiết nghĩ thì đất làm nhà vườn thì anh chị cũng không cần phải lên hết thổ cư. Cái phần kia mình làm sân vườn, ao cá vân vân. Thưa quý vị, thì cái thửa đất của mình có chiều rộng mặt tiền bờ sông là khoảng 60 mét. Và cái chiều sâu vô có nghĩa là cái mặt tiền đường của mình thì khoảng 40 mét. Khu vực sông Cần Giuộc này thì cũng báo cáo anh chị là nếu cái lộ giới cái lộ giới xây dựng thì là chúng ta chừa vào khoảng 10 mét. Như vậy là chúng ta có một cái hành lang để mà làm cái đường đi phía bờ sông. Kính thưa quý vị, thì trên bản đồ Google Maps thì chúng ta thấy cái quỹ đất 2.500 mét của mình nó khá là vuông vức ngay vị trí này. Thì trong tất cả các video của Big Real thì Tuấn luôn luôn đưa những thông tin chi tiết về kích thước, thửa đất, giá tiền cũng như là ghim cái vị trí trong phần mô tả, anh chị vào xem. Thì Tuấn cũng sẽ ghim cái vị trí của cái thửa đất này trong phần mô tả của video này. Thì trên màn hình livecam lúc nãy thì anh chị thấy là đây là cầu thủ bộ. Thì nó cách cái thửa đất của mình khoảng 1 km. Cầu thủ bộ này nằm trên đường 830 đi hướng về cảng quốc tế. Đây là cảng quốc tế Long An. Thì để đi vào thửa đất của mình thì nó có hai con đường. Anh chị có thể đi đường quốc lộ 50, từ đây anh chị vào cái đường này Trần Văn Nghĩa, và tới đây thì hết Trần Văn Nghĩa thì anh chị đi đường D Trường Long. Sau đó mình vào vị trí thửa đất thì nó khoảng 2,6 km. Còn ngoài ra thì anh chị có thể đi từ quốc lộ 50, anh chị đi từ quốc lộ 50 anh chị đi đường 830, 830 thì tới đê Trường Long này anh chị quẹo trái vào thì ở đây nó cũng sẽ có khoảng cách là khoảng 3,5 km. Thì thưa anh chị là tất cả đường này thì anh chị đi vào thì mình có thể đi ô tô được. Tuấn biểu diễn trên này cho anh chị xem, anh chị dễ theo dõi. Thì nếu mà anh chị đi từ thành phố Hồ Chí Minh thì anh chị đi từ đường Nguyễn Văn Linh, anh chị đi tới cái đường đây là đường 830 thì nó có một cái khoảng cách, để Tuấn đo chính xác cái vị trí này cho anh chị xem. Nó có cái khoảng cách đâu đó là khoảng chừng 19 km, và vào cái thửa đất của mình thì khoảng chừng 22 km. Khoảng chừng 22 km. Thì đó là từ thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đi theo hướng từ Nguyễn Văn Linh. Thì thửa đất này là đang được rao bán là 9,5 tỷ, hơn 2.500 mét, trong đó là 1.500 là thổ cư. Thì anh chị quan tâm thửa đất này thì liên hệ bên Tuấn thì sẽ gửi những thông tin chi tiết cho các anh chị. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.